dòng điện đến mọi miền đất nước, đưa ánh sáng văn minh về với nông thôn miền núi. Nhớ lời Bác dặn, nông nghiệp và công nghiệp là hai chân. Nay nông nghiệp đang được chúng ta đổi mới cơ cấu cây trồng, đang dựng xây thêm nhiều mô hình tiên tiến, đẩy mạnh gia công chế biến. Từ chỗ thiếu ăn triền miên, nay Việt Nam dư thừa lương thực, trở thành một trong những nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới.